tôi coi mà tôi muốn về nhà quá các bạn. Xin chào các bạn, ôi Su Su đã trở lại rồi nè. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ xem một cái MV của cái Tết. Các bạn ạ, thấy cái theme là thấy biết Tết rồi. Của Khánh Lầy, Bích Phương. Năm nay là chuyện cũ bỏ qua. Bích Phương và Mirinda. Mirinda là ai nghe lạ? Mới là thấy lầy rồi nha, mới đầu là thấy lầy rồi nha. Mẹ ơi con nghe, hình như ở cuối phố có ai cay nhau hòa trong tiếng pháo ồn ào. Vài đứa lót chót lại gây thêm chuyện pha phách mấy người hàng xóm. Mặt sao nhăn nhó cùng hay thế. Mùa xuân đến rồi, mẹ cô chú anh chị ơi giận nhau làm chi ngày năm mới. Trời ơi, làm gì cãi nhau mà muốn hung nhau vậy trời, cãi nhau bất chấp luôn á, xung quanh người ta hả, chạy nhảy ồn ào chứ không quan tâm luôn. Như kiểu là trong ánh mắt chúng ta chỉ có nhau luôn á, hai cô này trời ơi sợ quá. Ôi mà cãi nhau mà sát đến cái mức mà hả, muốn gì, muốn hung tay gì. Ở dưới chưa? À, Mirinda. Trời ơi, tôi tưởng Mirinda là tên một cái ca sĩ nào đó mới chứ. Trời ơi, Mirinda là nước đó hả? Trời, tôi thích Mirinda lắm các bạn. Nhất là vị xá xị, mình uống từ nhỏ. Tôi thích Mirinda xá xị lắm. Nhìn mà lầy gì chứ. Trời, cái lời dễ thương quá. Chuyện cũ mình bỏ qua. Trời ơi, tôi nói nha, năm mới Tết đến mà chuyện cũ mà bỏ qua hết được thì cuộc sống của chúng ta có phải là hạnh phúc không? Màu hồng vãi nồi luôn. Trời ơi. Ủa mà sao nghe nhạc quen vậy ta? Cái này có phải là mấy cái nhạc, ủa cái này có phải là mấy cái nhạc Tết mà hồi nhỏ mình nghe mà cái kiểu mà nhạc hoa không ta? Ủa nghe nó dũng lắm luôn á. Trời ơi, cái lời siêu cute. Rồi đến điệu khác. Hay hả? Trời ơi, chơi khốn nạn. Chơi mà chơi cắt điện. Trời ơi các bạn, tôi thích trò này lắm. Vô mấy cái quán net đó, mình hay thích chơi trò cắt điện lắm các bạn. Bị đánh một lần rồi cho nên tôi biết trò này vui nhưng mà đau nha các bạn nha. Vui nhưng mà đau nha. Cấm thử dưới mọi hình thức. Nó đập cho chết luôn á. Đó thì chưa, biết ngay mà. Vãi nồi, quảng cáo dữ dội vậy. Trời ơi, bạn là gì mà dễ thương quá à. Trời ơi, nghe là có không khí Tết liền luôn á, muốn về nhà liền luôn á. Trời, nhạc Tết bữa nay cũng có rốt. Là Trời
bỏ qua Tết Mirinda, Tết cười thả ga. Trời ơi, coi xong cái bài này hả, thiệt luôn á, thấy không khí Tết liền luôn á. Tôi coi mà tôi muốn về nhà quá các bạn. Về nhà thăm bố mẹ không? Nhớ quá à. Trời ơi, đi lâu lắm rồi á, tôi muốn về nhà ăn Tết. Thiệt luôn á, đúng là có không khí luôn á. Nhưng mà còn lâu mà đúng ta, còn một tháng nữa mới đến Tết là trời ơi. Thiệt chứ, bài đúng dễ thương luôn. Chuyện cũ mình bỏ qua qua qua. À, cái gì mà cười cùng cười ha 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 gì đó. Đúng dễ thương luôn. Tết mà như thế này thì có phải hạnh phúc không? Kiểu là Tết đoàn viên đó. Đoàn tụ mọi người vui vẻ nhau không? Đúng có không khí Tết luôn á. Trời, dạo này Bích Phương làm MV đúng hay luôn men. Nhưng mà nói chung có hay đến cỡ nào thì bà vẫn lầy như cũ các bạn. Lầy vãi cả nồi. Lầy như kiểu là từ trong con người nó toát ra thần thái luôn á. Lầy từ trong máu lầy ra luôn rồi á. Thôi nha các bạn ơi. Trời ơi, Tết sắp đến rồi. Chúng ta hãy ôm nhau một cái nè. Hôn một cái nè. Trời, tao muốn về nhà ăn Tết quá à. Nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ. Cố lên, chạy vô. Chúng ta sẽ được về nhà ăn Tết sớm thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này. Các bạn nhớ để lại một like nếu các bạn muốn có một mùa Tết cười thả ga như thế này. Ok, mặc dù nó không liên quan lắm. Thế nhá, và nhớ subscribe Osusu TV để xem những video tiếp theo của mình. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Chúng ta hãy ôm một cái nữa nè. Hôn một cái. Thế nhá.